Nguyễn Thúy Nhung khiến cho nhiều người bất thần khi khoe dòng eo con kiến của mình lên mạng xã hội. Chỉ nhìn dòng eo thôi, nhiều người đã ước eo có tầm dốc như cô. Ấy vậy nhưng, để sở hữu được dòng hai săn chắc, nhỏ dài xíu, không mở thừa liệu có dễ dàng. Dòng eo con kiến khiến cho bao người ao ước. Thúy Nhung 25 tuổi, hiện đang quản lý một quầy thuốc tây và thi thoảng có tham gia chụp hình nghệ thuật, hình lúc đúc. Ngày xưa mình đâu có được như vậy này. Khi đó mình bụng béo, mặt mụn, đen nhẻm lung lung. 22 tuổi mình bước đầu đi làm. Trong công ty, chỉ có mình là vừa đen, vừa có ngoại hình tệ nhất. Bạn biết đó, giữa một rừng trai xinh gái đẹp mà có mỗi mình như con vịt đen ở đó vậy. Lúc đó mình tự ti lắm, cứ làm lũi thao tác làm việc trong sự mặc cảm đó thôi. Lâu ngày, mình cũng đi soi da để được tư vấn. Sau đó thì hành trình chăm sóc thôi. Mình cũng tìm hiểu thêm mỹ phẩm và kem chống nắng và sản phẩm dưỡng da nữa. Cứ tích lũy từ từ, chăm sóc từ từ nên da mình cũng trắng lên lung lung ấy. Bên ngoài thị trường hiện nay có rất nhiều loại lotion dưỡng da rồi chết trắng nhưng không phải loại nào thì cũng phù hợp. Cái quan trọng là phải hiểu da mình thiếu và cần dưỡng chất gì thì mới chăm sóc xuất sắc được, cô nàng 25 tuổi tâm sự. Thời điểm đó, có một vấn đề khác với Nhung nữa, ấy đó là tầm dốc chưa được mảnh mai, còn hơi mập. Cô xem thêm những biện pháp và sau cuối đưa ra quyết định tìm tới phòng tập. Mình đăng ký tập gym luôn luôn ngay tiếp đến và thuê huấn luyện viên phòng gym, hướng dẫn. 3 tuần đầu đi, cơ và từng thớ thịt trên người mình căng cứng, sưng đau, không thể đi đứng thông thường nổi. Khi đó mình chỉ muốn bỏ thôi nhưng nhìn số mỡ dư thừa nên nỗ lực nhiều lắm. Sau 1 năm kinh care và tập gym thì da trắng hơn, toàn thân không gồ và săn chắc hơn nữa. Gym không chỉ là giúp mình trẻ khỏe mà còn làm có dáng đẹp hơn nữa. Nó nâng cấp sức khỏe và detox khung người rất xuất sắc. Nhờ gym mà mình có dòng eo 60cm cùng khung người săn chắc. Lúc nào mình cũng thấy trẻ khỏe nữa, Thúy Nhung nói thêm. Thế đấy, biện pháp của Nhung không xa lạ, thậm chí là còn rất là thân quen nữa. Tuy vậy, mẫu chuyện ở trong phòng gym vẫn là một rào cản với nhiều người. Vì hàng tá lý do mà nhiều lúc sau tuần tập đầu tiên, chính họ lại lùi bước, bỏ cuộc. Cô gái trẻ thường có những tấm hình rất cá tính. Sự chuyển đổi của Nhung khiến cho mẹ cô kinh ngạc. Sau 1 năm về quê, lúc gặp gỡ lại mẹ còn suýt không nhận thấy phụ nữ nữa. Trong cuộc sống, cô nàng này rất mến mộ siêu mẫu Minh Tú. Mình quan sát chị ấy để sở hữu thêm động lực làm đẹp cho phiên bản thân. Dáng chị Minh Tú vừa đẹp, vừa trẻ khỏe lại sexy nữa. Đó cũng là sang trọng mình hướng tới, sexy nhưng vẫn trẻ khỏe, năng động.